em đến trong cuộc sống của anh rất muộn. Em đã cố gắng tạo ra một nơi cho bản thân em trong trái tim của anh. Khi mà anh đã có ai đó khác trong trái tim anh rồi. Em đang nói về ai vậy? Bô cha. Bô cha vẫn chưa đi khỏi cuộc sống của anh. Hay là em nên nói là cô ấy đã trở lại cuộc sống của anh và anh vẫn yêu bô cha? Em không đổ lỗi cho anh đâu. Em cũng không thể ngăn anh được. Bởi vì em biết được tầm quan trọng của tình yêu đầu tiên. Bởi vì chính em đã rơi vào tình yêu lần đầu tiên với anh. Và em có thể hiểu, thật khó để anh quên đi được tình yêu đầu tiên của anh và bước tiếp. Đột nhiên, toàn bộ cuộc sống của anh đã thay đổi. Đó không phải là lỗi của anh. Đó là lỗi của em. Nếu như mà em đã phát hiện ra trước đó, thì em sẽ có thể đi khỏi cuộc sống của anh trước. Vì thế, anh có thể trở lại bên tình yêu đầu tiên của anh và không bao giờ nhìn lại. Không bao giờ. Tuyệt vời Manji, tuyệt vời. Bất cứ điều gì mà em đã thấy và nghe thấy, em hiểu nó rất tốt. Em hiểu mọi thứ rất rõ. Anh không cần phải giải thích bất cứ điều gì cho em nữa. Em chỉ cần thông báo cho anh biết quyết định của em. Em quyết định thế nào? Nói cho anh nghe nào, anh muốn nghe. Em sẽ rời khỏi cuộc sống của anh. Bởi vì trừ khi em bỏ đi, nếu không thì làm sao Bocha sẽ đến trong cuộc sống của anh được chứ? Em đã đưa ra quyết định. Quyết định mà em đưa ra là đúng. Nghe này, nhưng mà cái nôi theo thiết kế mà tôi đã yêu cầu đâu rồi? Thưa bà, đây là những thiết kế mới nhất được thiết kế cho trẻ sơ sinh. Tôi không muốn thiết kế mới nhất, tôi muốn thiết kế mà tôi đã chọn. Được rồi, đây là thiết kế của bà đây. Đúng vậy, tôi muốn cái này. Symphony thật là tốt vì con đã đến. Nhìn xem, thiết kế cái nôi nào sẽ được chúng ta chọn cho em bé đây chứ hả? Mẹ, cái này là rất tốt. Mẹ ơi, con... Nghe này Symphony, tuần tới chúng ta phải hoàn thiện cái thiết kế cho phòng của em bé. Hãy giữ cho con thật thoải mái nào. Mẹ, bây giờ con muốn nói chuyện với mẹ. Được rồi, tôi đi đây. Được rồi. Là chuyện gì Symphony? Mẹ ơi, thật ra... Sao con? Có chuyện gì? Mẹ ơi, thật ra... Symphony, con ổn chứ? Dạ thưa mẹ, con ổn. Cảm ơn thần linh. Mẹ đã sợ hãi sau khi nghe giọng nói của con đó. Được rồi, nói cho mẹ nghe nào, chuyện gì vậy? Mẹ, thực ra thì
điều đó là... Con muốn nói với mẹ là... Con sẽ phải bắt đầu làm việc trở lại. Công việc sắp xếp kế hoạch đám cưới đó mẹ. Con đã phát hiện ra rất muộn rằng mẹ và ba của con sẽ mất nhà của họ. Họ đã dành cả đời ở đó. Họ đã không muốn nói với con. Nhưng mà con biết là họ hết sức cần đến con. Nhưng Shivani, công việc đó quá khó khăn cho con trong thai kỳ. Nó rất bận rộn và căng thẳng. Đừng có nói về việc làm điều đó. Làm sao mà con thậm chí lại nghĩ về nói như vậy hả? Mẹ con biết là mẹ không thích con dâu của mẹ đi làm việc. Con cũng sẽ không làm việc trong điều kiện này. Nếu tình trạng của ba mẹ con đã không quá tệ, nếu như con không giúp họ ngày hôm nay, họ sẽ trở thành vô gia cư. Ngay cả khi con nói với họ, nhưng họ sẽ không bao giờ nhận sự giúp đỡ tiền bạc từ gia đình chồng của con, bởi vì họ không có bất cứ thứ gì ngoài lòng tự trọng của họ cả. Mẹ con không có bất kỳ lựa chọn nào khác. Con sẽ phải bắt đầu làm việc trở lại. Mẹ, xin vui lòng nói đồng ý đi mẹ ơi. Mẹ, con đã nghĩ là con sẽ làm việc như thế nào? Con thậm chí sẽ không bước ra khỏi nhà. Chị Dejani sẽ làm tất cả các công việc bận rộn. Con thậm chí sẽ thuê thêm một người trợ giúp cho chị ấy. Con sẽ chỉ làm việc trên máy tính và tham dự các cuộc gọi của khách hàng của con. Mẹ ơi, con sẽ chăm sóc em bé thật tốt, bởi vì em bé này là cuộc sống của con, là thế giới của con. Con sẽ không để bất cứ điều gì xảy ra với con của con đâu mẹ. Xin mẹ, hãy đồng ý đi mẹ ơi. Không Shivani, mẹ không thể cho phép con làm việc trong điều kiện này. Mẹ, chuyện gì sẽ xảy ra với ba mẹ con đây chứ? Vui lòng làm ơn đồng ý đi mẹ. Không Shivani, mẹ cần thời gian suy nghĩ. Nói anh nghe nào, anh muốn nghe quyết định của em là gì? Em sẽ rời xa cuộc sống của anh. Quyết định của em đã đưa ra là đúng. Marcy, anh nghĩ là em nên nói với mọi người về quyết định của em về việc rời khỏi nhà. Anh không muốn các thành viên trong gia đình thắc mắc về nó. Và anh muốn em hãy nói với mọi người quyết định của em ngày hôm nay. Mẹ đã quyết định rồi. Mẹ không chấp nhận con đi ra bên ngoài ngôi nhà và làm việc. Nhưng mẹ đồng ý ý tưởng làm việc tại nhà. Thật tuyệt vời. Mẹ,
Cái gì? Đúng thế. Tất cả chúng ta sẽ giúp cô trong việc điều hành doanh nghiệp của cô. Đó là những gì chúng ta quyết định. Đúng, bây giờ không ai có cơ hội để thấy buồn chán nữa. Mọi người sẽ cùng đi làm. Cảm ơn mẹ rất nhiều. Chúc phúc cho con, ngồi đi, ngồi xuống. Cái gì chị dâu, chị đã không làm món đậu bắp yêu thích của em ư? Chị biết mà phải không, em chỉ ăn đậu bắp mà chị làm. Sahi, chị quên mất, chị sẽ làm nó ngay bây giờ. Không có gì, ngồi đi nào. Hôm nay chị đã quên làm món đậu bắp, ngày mai chị cũng sẽ quên chúng tôi. Sau tất cả thì chị chỉ quan tâm vào anh trai thôi. Chị dâu, chị là người giỏi nhất chị dâu à. Chị có biết không, nhờ có chị mà em đã thắng giải nhất tranh luận về kinh tế. Cảm ơn chị rất nhiều chị dâu. Chị có thấy điều này không, nếu mà chị không ở đó, những đứa trẻ của gia đình này sẽ không tốt lên như vậy. Phải như vậy chứ, con bé là con dâu của tôi mà. Nhưng tất cả các người phải khiến con bé rất bận rộn, đến mức con bé không đến hỏi thăm tôi thế nào. Mẹ. Cái gì con? Nói cho mẹ biết. Điều gì vậy con? Con thậm chí không đến một lần suốt cả ngày để hỏi thăm mẹ là. Mẹ, tại sao mẹ lại lo lắng như vậy? Có chuyện gì Masi? Có phải là Stephanie đã làm con lo lắng không? Mẹ, không phải vậy. Con định sẽ đến chỗ của mẹ, nhưng mà con đã không đến. Con sẽ đến khi nào con có được thời gian rảnh từ chồng của con thôi chứ gì. Chồng em thấy như thế nào khi nghĩ về việc sẽ tập thể dục ngày hôm nay? Rõ ràng anh sẽ phải khỏe mạnh để làm ba ba tốt. Nếu không, con của anh sẽ nói rằng ba ba của anh béo phì quá sớm. Em biết không Stephanie, anh đang nhìn thấy em mỉm cười như thế sau một thời gian dài. Thành thật mà nói, sau khi hôm nay em thật sự hạnh phúc. Em chưa bao giờ tưởng tượng rằng cả gia đình sẽ hỗ trợ em trong việc giải quyết vấn đề của cha mẹ em. Ý em là một khủng hoảng to lớn như vậy đã được giải quyết rất dễ dàng. Anh nói với em rồi, không có vấn đề gì xảy ra đâu, đừng bao giờ bỏ cuộc. Em sẽ báo tin tức về những điều tốt đẹp này cho ba và mẹ. Chuyện gì vậy? Sahi, em cảm thấy như là có một số vấn đề giữa Masi và anh trai. Savani, em thật là quá đáng đó. Em đang suy nghĩ quá nhiều. Không có gì đâu, nếu như có vấn đề gì thì họ sẽ giải quyết nó. Bây giờ em hãy gọi cho ba mẹ em đi nào, nhanh lên. Mọi thứ ở đây đều mới đối với em. Ngôi nhà của chúng ta và gia đình của chúng ta, em sẽ cảm thấy khó xử khá nhiều lần. Nhưng anh sẽ cố gắng giúp em điều chỉnh, đem thích nghi ở đây càng sớm càng tốt. Em đã bắt đầu khôi phục hạnh phúc của gia đình. Anh sẽ giúp em cho đến cuối cùng. Anh vừa nhận ra sự thật rằng anh là một người chồng vào hôm nay. Và anh hứa anh sẽ mang đến cuộc sống hôn nhân của chúng ta tất cả những điều mà nên làm từ lâu. Nếu như mà mẹ không từ chối
thì anh đã kết hôn với Bocha. Bocha là tình yêu của anh, là cuộc sống của anh, là thế giới của anh, là mọi thứ cho anh. Thật khó để sống mà không có cô ấy. Anh muốn kết hôn với Bocha như là lựa chọn của anh. Nói cho anh nghe đi nào, anh muốn nghe quyết định của em. Em sẽ rời xa cuộc sống của anh. Quyết định mà em đưa ra là đúng. Anh nghĩ là em nên nói với mọi người về quyết định của em trước khi rời khỏi nhà. Anh không muốn các thành viên trong gia đình thắc mắc về nó. Anh Úc nói đúng. Mình nên nói với các thành viên trong gia đình là mình đang rời khỏi nhà. Mình nên nói với họ. Tốt rồi, vì vậy chúng ta sẽ làm như là cách mà chúng ta đã lên kế hoạch. Và mọi thứ sẽ được thực hiện theo cách con muốn. Mẹ Mansi, đến đây nào, ngồi đi con. Mẹ, con muốn nói với mẹ về một điều gì đó. Có vẻ như chúng ta sẽ nhận được thêm một vài tin tốt khác trong ngày hôm nay. Busan, cô nên giữ im lặng sẽ tốt hơn. Mansi, nói cho mẹ biết chuyện gì vậy? Mẹ, thật ra Anup và con đã quyết định. Quyết định cái gì? Mansi, nói đi nào, quyết định cái gì? Chúng con đã quyết định. Là Anup và con không thể sống với nhau trong cùng một ngôi nhà. Dưới cùng một mái nhà. Cái gì? Vì vậy, con muốn rời khỏi ngôi nhà và gia đình. Con biết, ngay bây giờ thì mọi người sẽ nghĩ rằng điều này là sai. Nhưng nếu có một số vấn đề, con nên nói với chúng ta đã. Cần gì con phải rời khỏi nhà và đi đâu chứ? Dạ thưa mẹ, con biết, con đã nghe nói. Con đã từng thấy. Ngay cả ngày hôm nay con đã cảm thấy rằng. Ngay cả ngày nay thì anh Núp chỉ yêu Bocha. Nay thì anh Núp cũng chỉ yêu Bocha.
cái gì? Bucha. Mẹ, xin đừng nói gì cả. Nếu mà chị cảm thấy như vậy thì cứ đợi nói như thế. Con sẽ không ngăn Manxi. Anh núp. Tốt thôi. Nếu chồng con đã nói như vậy, chúng ta còn có thể nói gì? Mẹ đã cảm thấy ở đây có một cái gì đó lạ rồi. Mẹ cảm thấy cả hai con không có sự thấu hiểu nhau cho kỹ. Có lẽ hai con đã không nói chuyện với nhau. Khi có sự căng thẳng trong một mối quan hệ và các con cố gắng giữ nó trong lòng, thậm chí sau đó nó cũng bị phá vỡ. Mẹ biết các con đã thử làm cách tốt nhất để cứu lấy cuộc hôn nhân này. Các con không thể cố gắng hơn nữa. Có thể những nỗ lực đó đã không thắng được mối quan hệ nở rộ của tình yêu. Được rồi, mẹ sẽ không ngăn cản các con. Thực ra thì không ai trong ngôi nhà này sẽ ngăn cản các con hết. Mọi người trong ngôi nhà này đều có sự tự do để chọn mối quan hệ của họ và sống cuộc sống của họ. Ngay cả các con cũng đều có sự tự do như vậy. Manxi, chị dâu nói đúng. Được rồi, con sẽ chuẩn bị những thứ của con. À núp, chở Manxi đến nhà con bé đi. Manxi, hãy kiểm soát bản thân. Kiểm soát bản thân ư? Làm sao mà tôi có thể kiểm soát bản thân mình chứ hả, Shivani? Dễ dàng. Anh lúc đây yêu cầu tôi rời đi. Các thành viên trong gia đình mà tôi luôn ưu tiên cũng yêu cầu tôi rời đi. Và cô thì đang bảo tôi hãy kiểm soát bản thân ư, Shivani? Manxi, ai là người đã bảo cô rời khỏi ngôi nhà này? Ồ, tôi quên mất. Họ đã không nói bất cứ điều gì với tôi, nhưng tôi đã nói với họ. Và họ đã nói gì? Họ đã nói gì? Như kiểu là mọi người đã sẵn sàng. Đó là những gì? Họ sẽ trả lời khi Manxi đến. Được thôi Manxi, cô có thể rời khỏi nhà. Có vẻ như mọi người đã được giảm bớt gánh nặng. Không ai thậm chí đã thử yêu cầu tôi đừng đi. Tôi biết rằng tôi không cần thiết trong ngôi nhà này. Tôi là người không cần thiết. Tôi đã phát điên khi cố gắng gây dựng vị trí của tôi trong trái tim của mọi người. Và mọi người bằng cách nào đó chỉ lại duy trì mối quan hệ với tôi. Tôi
tôi đã trở thành một mối quan hệ bắt buộc cho tất cả mọi người, cho anh Đức. Ôi thần linh ơi, tại sao tôi không thể hiểu sớm hơn? Tại sao tôi không thể cảm thấy sớm hơn? Tại sao tôi không thể cảm thấy sự thật cay đắng này sớm hơn? Mansi, tại sao tôi lại nói tất cả điều này với cô chứ, Shivani? Cô đã nói gì mà khi tôi nói mọi thứ chứ hả? Cô không nói gì cả. Cô đã nghe mọi thứ nhưng không nói gì cả. Như kiểu là cô cũng đã đồng ý với họ. Tôi cảm thấy rằng tôi không có chỗ trong cuộc sống của cô. Marcy, ai đã nói điều này? Một số điều không cần phải nói, Shivani. Chúng phải được hiểu. Và tôi đã hiểu rằng tôi không có gì trong cuộc sống của cô hết. Tôi hiểu bất cứ điều gì cô muốn. Nhưng ngay cả hôm nay thì cô vẫn là một người bạn cũ đó của tôi. Phải giữ tầm quan trọng như thế đối với tôi. Nhưng hôm nay cuộc thảo luận là nói về cuộc hôn nhân của cô và anh Ra Anh Nấp. Một mối quan hệ vợ chồng, trong đó không có người thứ ba nào có thể can thiệp. Thậm chí không phải tình bạn, mặc dù tình bạn đó rất sâu sắc. Một người chồng và vợ mới làm nên mối quan hệ của họ. Và cũng chỉ có chính họ mới có thể làm hỏng nó mà thôi. Tôi không biết cô đã cố gắng cứu lấy cuộc hôn nhân của cô khó khăn như thế nào, nhưng mọi nỗ lực của cô đã không thành công. Nếu không thì bất cứ điều gì xảy ra ngày hôm nay sẽ không xảy ra. Marcy, thậm chí cô cũng biết điều này. Một mối quan hệ không thể được kéo dài cho thật dài nếu nó không có ý nghĩa và không còn có được sự kết nối. Nó chắc chắn sẽ bị phá vỡ vào một ngày nào đó. Đó là lý do tại sao tôi luôn luôn nói với cô rằng nó rất quan trọng để cho tình yêu có mặt trong cuộc hôn nhân. Đó là lý do tại sao tôi muốn được có một cuộc hôn nhân vì tình yêu. Và cô thì một mối quan hệ sẽ không bao giờ có được thành công, dù cho thậm chí hai người đã cùng nhau quá lâu. Mẹ à, con xin lỗi vì đã đưa ra một quyết định lớn như vậy. Marcy, tại sao mà con nói xin lỗi? Cuộc sống không dừng lại cho bất cứ ai. Nó cũng không cho bất cứ ai một cơ hội để mà dừng lại. Nó cũng thay đổi khi nó đang di chuyển. Tất cả chúng ta phải thay đổi với cuộc sống. Thím ơi, con xin lỗi. Con xin lỗi thím vì đã làm tổn thương thím. Đó là sự bất lực của con. Không có mối quan hệ nào có thể được duy trì vì sự bất lực hết. Nhưng nó được duy trì với đức tin. Đây là một mối quan hệ trong đó, hoặc là cháu có niềm tin, hoặc cháu không có. Không có gì ở giữa. Bảo trọng.
Sahi. Cô gái này rất điên, rất bướng bỉnh, nhưng cô ấy rất tốt. Trong trái tim, hãy chăm sóc cô ấy. Chị dâu, làm sao mà em có thể chăm sóc cô ấy? Chính cô ấy là người chăm sóc em đó chứ. Chị không cần lo lắng. Tôi đi đây, Sahia, Manshi. Tôi sẽ rất nhớ cô. Hãy tha thứ cho tôi vì bất kỳ sai lầm nào mà tôi đã làm. Manshi, anh sẽ chở em về nhà. Tại sao ánh sáng lại rời khỏi tai em trên đường? Tại sao thời gian quay lưng lại với em? Tại sao mùa sáng lại trở nên tàn nhẫn như vậy? Có gì giữa anh và em? Chị dâu à, cho đến bây giờ chị đã làm nhiều hành động cao quý, nhưng hành động này là số 1. Cái nào vậy chứ? Cái nào ư? Tất nhiên là Manshi. Chị ấy đã tìm thấy một cô con dâu tốt bụng như vậy. Cuộc sống dường như đang lạc lõng và cô đơn. Mọi hơi thở dường như bị lạc lõng và cô đơn. Không có anh, không có anh. Có một số nỗi đau lẫn trong không khí khi mà không có anh. Không có anh. Không có anh. Có một số nỗi đau trong không khí khi mà không có anh. Lạc lõng và cô đơn. Lạc lõng và cô đơn. Có một số nỗi đau trong không khí khi mà không có anh. Manshi, con nên nói với mẹ một lần trước khi đưa ra một quyết định lớn như vậy. Chuyện gì đang xảy ra khi mà không có mối quan hệ giữa hai con đây hả? Mẹ vẫn không thể tin được rằng Anup có thể làm như thế này. Không đâu mẹ. Anup không có lỗi trong việc này. Đây chỉ là quyết định của con mà thôi. Nếu Anup yêu Bosa, sau đó cậu ta nên nói điều này sớm hơn chứ. Cậu ấy đàn áp điều này trong trái tim của mình quá lâu.
nó chắc chắn là sẽ gây khó khăn cho cậu ấy mà. Cái gì? Mẹ muốn nói gì? Ý mẹ muốn nói rằng Anup không có lỗi ư? Không con thân yêu, ta không có ý nói điều này. Mẹ muốn nói rằng mọi người đều bất lực dưới bàn tay của trái tim. Anup yêu Bocha, nhưng mà mẹ cậu ấy khăng khăng ép cậu kết hôn với con. Đó là quyết định của con để mà con rời khỏi nhà. Đó không phải là lỗi của ai, nếu như mà mối quan hệ của các con không thể tiến lên phía trước. Tại sao con lại cảm thấy tiếc? Bây giờ con đã đưa ra quyết định rồi mà. Đủ rồi mẹ, xin vui lòng, đủ rồi. Đủ rồi mẹ. Đúng thế. Chồng con đã quyết định đồng ý chia xa khỏi con trong một giây. Tại sao con lại cảm thấy tiếc? Gia đình đã không cảm thấy nỗi đau khi mà con rời khỏi nhà. Gia đình mà con coi là gia đình của con, tại sao con nên cảm thấy tiếc? Con đã dành quá nhiều thời gian cho họ và duy trì các mối quan hệ với toàn bộ trái tim. Không phải gia đình và các mối quan hệ đó nên thấy buồn lòng nếu con rời đi ư? Con đã trở thành một người lạ với tất cả mọi người trong một giây. Ai đã làm cho con trở thành một người lạ? Chính bản thân con đó. Đó là quyết định của con để mà rời khỏi nhà. Con đang suy nghĩ với lý trí của con. Cuộc hôn nhân của con đã không thành công, nhưng Anup không bao giờ yêu cầu con rời khỏi nhà. Đúng. Nhưng anh ấy không hề ngăn con lại trong khi mà con đang rời đi. Con chấp nhận rằng đó là do quyết định con rời khỏi nhà. Nhưng tại sao không ai nói bất cứ điều gì về quyết định này kia chứ? Mọi người đều im lặng. Rất dễ dàng mọi người nói rằng Manji, con đúng rồi. Con có thể đi nếu con muốn. Mọi người đều ủng hộ quyết định của con. Con không biết là quyết định của con là quyết định là đúng hay sai. Nhưng quyết định của mọi người thật lạ. Mẹ có thấy ngạc nhiên không hả mẹ? Hãy nghĩ về bản thân con thì đúng hơn, hơn là con nghĩ về họ. Con đã làm gì nào? Không đâu mẹ. Con đã hiểu. Con đã hiểu mọi thứ. Mọi người đều tốt và suy nghĩ tốt về con. Nhưng con cảm thấy mình thật xấu. Đó là tất cả lỗi của con. Chỉ có lỗi của con thôi. Manji, xin vui lòng đứng lên pha trà cho anh đi nào. Manji.